Chị Hằng vừa trao thưởng 500 triệu đồng nếu ai tìm ra bà Việt con ông Tân. Chuyện này ngon á. Bà con có ai đi theo tôi tìm bà Việt con ông Tân hay không? Đó. Tôi thì dạo này cũng đang kẹt kẹt tiền, do đó là tôi tính là phải là đi tìm. Vậy thì chúng ta lập ra một cái nhóm ha. Nhóm cùng đi tìm. Kế hoạch lên kế hoạch xong rồi mình đi tìm ha. Đi tìm ra có là coi như là khiêng bả tới Đại Nam giao cho chị Hằng, xong đó rồi mình lãnh thưởng 500 chai ha, rồi xong ăn nhậu hết 100 chai đi rồi còn lại chia nhau. Đó, nếu mà một nhóm 10 người thì chia nhau mỗi người cũng được 40 chai đó bà con. Ai đi tìm không? Tìm không thì là lập cái group và đi tìm. Đi tìm. Rồi bây giờ trước khi đi tìm thì chúng ta cùng xem lại cái hình ảnh của bà Việt con ông Tân, để ra khi mà gặp bà thì chúng ta mới biết được. Chứ còn bây giờ đi tìm không không vậy thì chúng ta cũng sẽ khó tìm nha. Bây giờ mời bà con xem lại nha. Đó, đây. Đây, trong clip này sẽ cho chúng ta là thấy rõ cái chân dung của bà Việt con ông Tân, kiểu giống như là truy nã đó, thì công an họ sẽ có là cái hình ảnh để họ đăng báo. Bây giờ chúng ta ngon hơn nữa, chúng ta có cái cả cái hình ảnh động ha, clip động video quay cảnh như thế này thì đi tìm sẽ ngon ha. Đó, thì chuyến này kiếm mỗi người chừng 50 chai chơi ha, 40 thì bỏ túi, còn 10 chai thì mình góp lại mình đi ăn chơi xa láng. 100 chai bây giờ đi ăn chơi xả láng thì cũng là ok lắm đó, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta xem này. Đây. Xem nhé, xem đây. Đó. Đó, 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 bà con nhìn kỹ, con nhìn kỹ là cái chỗ này để nhìn thấy. Đó, 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 ha. Đó. Tức là đối tượng mặc bộ đồ xám nha. Bộ đồ này màu gì tôi là không biết. Và tóc thì muối tiêu ha. Tóc là muối tiêu. Khuôn mặt thì là trái xoan. Có khuôn mặt này trái xoan không bà con? Nhưng mà lưu ý, đối tượng có thể thay đổi trang phục chứ bộ, phải không? Thay đổi mà. Đó. Tiếp này. Đó. Đối tượng cao đồ khoảng chừng, theo tôi thì đối tượng này cũng khá cao đấy, cũng được là 1m60 á bà con, được không? Hay là 1m58, bà con đoán thử dùng cái chiều cao thử bao nhiêu. Xong rồi chúng ta mang theo một cái thước dây ha, thước dây. Khi gặp đối tượng nào hơi giống giống thì chúng ta xong đến một người ôm lại và một người lấy thước dây ra đo. Đúng là 1m58 hoặc là 1m60 thì chúng ta bụp luôn. Đó, bụp kiếm tiền thưởng 500 chai nha bà con. Đây. Đây. Đó. Đó. Đó, 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 đối tượng lấn vào trong đám đông này là cũng là đó, ta thấy rõ ha, cũng khá cao chứ bộ. Mặc bộ đồ xám, đối tượng luôn luôn mặc bộ đồ xám. Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải lưu ý đến cái đặc điểm này. Đấy. Việt Tân này quá trời quá đất hả? Việt Tân bây giờ quá trời quá đất. Cứ người về Việt Nam mà là chỉ cấp cho người ta có một bộ đồ xám à. Trời đất ơi, sao mà là Hà Tiện dữ vậy? Đây, 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 đây. Cái đoạn này bà con phải xem kỹ. Đối tượng Việt Tân này là đi chân vòng kiềng nha bà con. Đi chân vòng kiềng. Đó, bà con thấy không?
À, ngay như chúng ta như dừng lại thì cũng thấy đây cái vòng kiềng này đúng không? Đó, có khoảng trống giữa này. Đi chân vòng vòng kiềng là một đặc điểm rất quan trọng để chúng ta nhận diện đối tượng Việt Tân này ha. Đó. Đây. Đó, đó. À, cái tổ chức Việt Tân này bây giờ là sao mà ngơ ngẩn như thế? Tại sao lại cử một người đi chân vòng kiềng? Như thế là đi nó vừa chậm à, mà vừa dễ bị nhận diện, thấy không? Tôi cũng không hiểu có ý đồ gì à, nhưng mà lại cứ cái đối tượng kiểu này đi thì quá dễ nhận diện. Và cú này bà con cứ đi thấy người nào đi chân vòng kiềng là stop họ lại, cái đã thấy không, chân vòng kiềng stop lại rồi xong đó lấy thước dây ra đo ồ khoảng 1m58 cho đến 1m60 là bắt giữ ngay. Đó là kiểu này à, không không nên bắt giữ, bắt giữ là coi như là pháp luật không cho phép. Chúng ta phải dụ đối tượng à, ví dụ như mời ăn kẹo hoặc cái gì đó à, rồi rủ đối tượng cùng đi với mình lên Đại Nam à, xong lên Đại Nam là để cho là bảo vệ của Đại Nam bắt giữ cho mình, không bắt giữ ha. À, đến đó thì là bảo vệ của Đại Nam chờ sẵn ra sẽ ập vào bắt giữ ngay đó, và xong đó chúng ta chỉ vào lãnh thưởng mà thôi. Đó 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 à, còn lưu ý thêm đặc điểm là tay luôn luôn cầm cái nón bảo hiểm nha, và có đeo thêm cái à, đeo thêm là cái gì đấy, cái là cái bị không, bị có dây dài đó. Kiểu này đợt này hốt bạc rồi bà con ơi, 500 chai chứ không phải giỡn nha, 500 chai là bây giờ cũng khó kiếm lắm. À, 500 chai, 500 chai đang trong tầm tay của chúng ta, thấy không? Đó, 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 đó. Những cái hình ảnh như thế này thấy không? Là dễ nhận diện lắm bà con, cực kỳ dễ nhận diện. Đó, dễ nhận diện lắm. Đó. Chuyến này là coi như là hốt bạc rồi. À, rồi bây giờ tôi giải thích vì sao chị Hằng treo thưởng 500 chai, 500 triệu. Là bởi vì chị ấy nói rằng là đối tượng Việt Tân này đã biến mất là do bị công an à, là xúc. Do đó ở ngoài đời không có. Bây giờ chỉ vào T30 tìm thì mới có thôi. Đó. Chứ còn ngoài đời là không có. Do đó là chị Hằng khẳng định nếu ai tìm thấy ngoài đời thì dẫn tới Đại Nam thì sẽ được lãnh thưởng 500 triệu. Là bởi vì chị Hằng biết chắc là đối tượng đã vào T30 rồi. À, đó. Đó. Nhưng mà tôi hy vọng rằng đối tượng còn ở bên ngoài. Đó. Xuống Vĩnh Long đi bà con, xuống Vĩnh Long. Đó. 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 Cứ thấy đối tượng nào đi chân vòng kiềng mặc áo cái màu xám xám là thế này, có treo à, đeo cái túi này, cầm cái nón bảo hiểm nữa, là bà con cứ là sắp tới à, có thể nói tiếng Anh cũng được, how you à, I'm fine thank you. What's your name à, bà con à, là hỏi hỏi ngay what's your name ngay, thấy không? Đó. À, đúng không? Đó, đó. Chuyến này là coi như là lãnh thưởng ha. À, chuyến này lãnh thưởng ha. À, bà con nha, cố gắng lãnh thưởng nha. À.